Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã link vào cái video của mình cũng như ủng hộ cho mình. Hôm nay thì Văn ở xin chia sẻ cho anh em và quý vị một cây cỏ xê chế tự nhà nha anh em. Cây này thì tấm sắt nguyên, mình loại mấy anh thợ cắt vô đá, mình mượn ảnh cắt ra chỉ tốn mấy chục ngàn thôi. Này là cũng như tấm sắt của mình nè, như ví dụ cho anh em xem nè, đó nó dài là 25 mm nha. Này mình cắt lại là vuông nha. Cái này thì mình áp dụng cho những cái đồ mà nặng nha anh em. Những cảo mà những cái đồ khủng đồ đó là mình xài cái này nha, chất lượng 100% luôn. Cái tấm sắt này thì mình ví dụ cho anh em coi thôi. Còn cái cây bù sông và mấy con tán thì anh em xài từ 16 ly lên nha. 16 19 ly là cái cây cảo của mình nó làm chất lượng hơn nha anh em. Đây là cái cây gió đá của mình. Anh em nào không có thì lại tiệm nha, cắt. Anh em nào có thì cắt tại nhà đỡ tốn phí hơn. Cây này thì mình không có hàng nha, làm tắt tấm nguyên luôn nha anh em. Đây anh em nhìn coi kỹ nha, mình không có hàng luôn. Mình chỉ hàng hai con tán để mình gắn cái mục xong vô là mà tăng đưa thôi. Mình cảo. Cái này tầm cỡ 3,5 kg nha anh em, siêu bao chất lượng luôn. Cô chú anh chị xem video có hay thì cho mình một like và một cái đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như cho mình có cái động lực để tiếp tục ra những video hay hơn. Nếu video có ấy thì anh em cô chú anh chị góp ý cho mình thêm nha.